Chào toàn thể các bác nhá. Đây. Cái tổ ong chân vàng khá là đi này các bác. Đây này nó có nhiều tầng thao ổ lên mà ngồi này các bác. Wow. Coi xem. Khá là to này các bác. Tuyệt vời các bác. Khá mẩy các bác. 1 này, 2 này, 3, 4 này, 5 tầng. Tầng này không tính các bác nhé. Tầng này có một tí, tí nữa mình vẫn treo lại cho nó. Ui các bác xem rồi. Trắng tinh các bác nhá. Mẩy lắm. Wow, khá là phê luôn. Nãy em cũng có bắt một tổ cây lát các bác, nhưng mà nó không được đẹp bằng cái tổ này. Trắng còn hơn cả ngọc trinh các bác nhé. Ngọc trinh chắc còn có chỗ đen. Cái này thì nó trắng xóa như thế này thì ok. Giờ mình sẽ bắt đầu tách lấy từng tầng thôi các bác ạ. Vì là sẽ để một tầng lại cho nó làm tiếp các bác nhé.